Hello, Mai xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay lại là không gian bếp nhà Mai. Đây là không gian bếp nhà Mai. Nơi đây chứa đựng một chút thư giãn, một góc niềm vui. Mỗi khi Mai vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mình. Bữa tối Mai chuẩn bị cho gia đình mình hôm nay sẽ có món thịt viên kho mặn. Mai bắt đầu với thịt viên kho mặn cả nhà nhé. Đây, thịt Mai mua về là để làm thịt viên, là Mai mua thịt vai với lấy một chút mỡ thôi. Bây giờ bắt đầu Mai cho vào trần qua nước sôi để cho thịt không bị hôi. Kế tiếp là Mai sẽ xay thịt cùng với hành cả nhà nhé. Mai xay nhuyễn. Thịt xay, Mai xay như này là đã nhuyễn rồi nhé. Giờ Mai thêm cho thêm gia vị này. Một chút nước mắm này. Chút đường. Hai xìa cà phê đường, một chút bột quế, tiêu, rồi là Mai sẽ vo viên từng viên nhỏ. Mai vo viên thành trứng này nhé. Và cứ thế là Mai vo cho đến khi hết thịt. Thịt Mai đã viên xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ đến bước tiếp theo là Mai sẽ đun lên để kho thịt. Đây, mình cho trứng này nước sôi này, tầm 2 lít nước sôi. Cho thêm 2 xìa nước hàng. Thêm một chút đường. Một chút mắm nữa thôi, tại vì ban nãy thịt là Mai cũng đã cho mắm rồi. Đợi nước sôi là Mai sẽ thả viên vào đây, thả viên thịt vào đây. Đấy. Thả từ từ là sẽ thịt là sẽ bị nát. Mai sẽ đậy vung và đun chừng khi nào là cạn nước là thịt sẽ ngon nhừ. Đậy vung vào. Rồi, thịt cạn nước rồi cả nhà ơi, ngon quá. Mai tắt bếp.
về nhà ăn cơm cùng gia đình Mai nhá. Ăn cơm chưa? Cơm. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình Mai. Mời mọi người ăn cơm nhá. Đi mời mọi người ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Món thịt xiên. Thơm. Nay đi chợ mua dép à? Mang tiền một đôi. Là mẹ đưa đi 100 chờ 20k. Đi vào cái chợ á? À? Chợ hôm nay mưa nhỉ? Mưa. Ăn thịt đi. Món thịt viên này làm trong bao lâu? Món thịt viên này làm chừng khoảng 40 phút. Chế biến là khoảng mất xay nữa là 10 phút. 15 phút. Kho là 25 phút, tầm 25 phút. Rau. Thơm. Với cả măng tươi, bỏ măng tươi ra. Măng tây. Măng tây luộc. Măng tây luộc chấm nước mắm. Giòn lắm. Măng tây bổ dưỡng. Thôi cái cô vô này. Mai đi đi học không nhỉ? Kết thúc rồi. Video của Mai đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chào mọi người.